Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại em đang đi vào lúc 10:30 sáng ngày 3 tháng 12, 2023 trên đoạn đường Nguyễn Xuyến hướng ra đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng ra đường Đinh Bộ Lĩnh và đường và ga Hàng Xanh, cầu Sài Gòn. Hiện tại thì hai bên đường, em đang đi ngang qua chợ Nguyễn Xí thì hai bên đường đang mua vào buổi sáng nên mua bán cũng khá tấp nập, nhưng mà không được đông như những năm trước. Hiện tại người mua rất là ít. Đây là một con Nguyễn Xí ở đoạn đường chợ Nguyễn Xí này mới vừa được mở rộng mới vào mấy năm nay. Thì hiện tại lúc trước đoạn đường này rất là nhỏ xíu và đã được mở rộng mặt bằng, nhà nước mở rộng mặt bằng mấy năm nay, cho nên thành ra thành một con đường rất là rộng lớn và đi rất là thoải mái. Hiện tại em chuẩn bị đi qua cầu đỏ của Nguyễn Xí, đi thẳng sẽ gặp ngã tư giao với đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí giao với Đinh Bộ Lĩnh. Thì đó là con Đinh Bộ Lĩnh, đó là một con đường, trong đó là trên đó là có một cái bến xe miền Đông cũ, hiện tại thì bến xe miền Đông mới ở đường xa lộ Hà Nội của quận 9. Thì lúc đó em rẽ phải hướng đi Đinh Bộ Lĩnh ra được đường Bạch Đằng và đi ra Hàng Xanh, cầu Sài Gòn. Hiện tại hai bên đường thì mấy năm gần đây được mở rộng xây dựng thành hai chung cư thủy lợi rất là lớn. Hiện tại cũng có rất là nhiều khách thuê cũng như mua, và có những cái siêu thị ở dưới tầng trệt của chung cư. Nhưng do tình hình sau khi dịch thì nhiều siêu thị cũng như nhiều dân cư đã đăng bán và cũng ít người mua lại. Và cái rạp CGV hiện tại ở chung cư này cũng rất là ít khách đến xem phim. Quý vị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, lượt chia sẻ để ủng hộ em ra những clip tiếp theo. Thì theo thông tin sáng nay em nhận được ngày 3 tháng 2 thì công đoàn lý giải đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Thì công đoàn Việt Nam từng đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, song Bộ Lao động chưa sửa đổi năm 2019 thông qua chỉ bổ sung thêm 1 ngày. Thì đại hội công đoàn lần thứ 13 họp phiên cuối sáng ngày 3 tháng 11 tập hợp 8 kiến nghị của người lao động cả nước. Thì trong đó kiến nghị có thẩm quyền xem xét đó là nghỉ 2 ngày lễ dịp Quốc Khánh từ 2 đến ngày 5 tháng 9 hàng năm để công nhân có cơ hội đưa con tới trường. Số ngày nghỉ chính thức Việt Nam khi đó quá ít, chỉ 10 ngày, trong khi các nước khu vực dao động từ 15 đến 16 ngày. Thì khi mà thông qua luật thì số ngày nghỉ chính thức chỉ tăng thêm một ngày, là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9. 4 năm sau thì công đoàn kiên trì mục tiêu này khi đề xuất tăng thêm 2 ngày, thì kỳ nghỉ sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 9. Thì toàn dân sẽ đưa trẻ đến trường, với người lao động đặc biệt là công nhân làm việc theo ca thì trực tiếp sản xuất, thì đưa con tới trường khai giảng là ước mơ. Xin nghỉ một buổi đổi lịch làm việc với công đoàn, có khả năng còn một dây chuyền. Thì do công nhân cần phải có một cái ngày để đưa con tới trường sau ngày lễ, thì vì thế phải tăng thêm ngày nghỉ lễ chính thức trong năm là rất là điều cần thiết. Cho nên công đoàn đang quyết định là có thể tăng lên thêm một ngày nghỉ nữa để công nhân cũng như người dân có thể tập trung đưa con đến trường. Thì khi nào mà có quyết định chính xác thì em sẽ thông báo đến quý vị. Thì có gì sẽ sớm, mong quý vị bỏ qua.
Dạ vâng, hiện tại em đang đi trên con đường Đinh Bộ Lĩnh quý vị. Đây là một con đường ngược chiều. Thì quý vị có đi ngang qua đây thì lưu ý rất là nhiều camera giám sát để tránh vượt đèn đỏ cũng như đi đúng làn đường. Thì lâu lâu cũng có cảnh sát giao thông chạy đi tuần để kiểm tra những người dân sai vi phạm sai giao thông. Cho nên quý vị có qua đường này thì cẩn thận. Thì sắp tới sẽ là gì? Ngã tư giao với lại Đinh Bộ Lĩnh và đường Bạch Đằng của quận Bình Thạnh. Rẽ phải thì mình sẽ đi về hướng ở chợ Bà Chiểu, mà mình rẽ trái, nếu mà quý vị rẽ trái thì sẽ đi ra hướng Hàng Xanh và sau đó sẽ đi qua cầu Sài Gòn cũng như qua được quận 2. Thì Hàng Xanh dạo gần đây, mấy tháng gần đây thì vào buổi tối rất là nhiều chốt bắt nồng độ cồn, cho nên quý vị có lưu ý lưu thông qua đây thì có chúng ta có nhậu một ít thì có chúng ta nên đi Grab hoặc là đi nhờ người nhà chở về, chứ quý vị tránh chạy xe để bị phạt, rất là cái tiền phạt có khi còn nặng hơn là cái tiền chiếc xe mình đang đi. Dạ vâng, em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này của em. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau.